Nỗi đau mất ba. Ba, ba tới bắt con đi. À, bắt được rồi. Ba ơi ba, con đậu tốt nghiệp rồi ba ơi. À, con gái giỏi quá, ráng đậu đại học rồi ba dẫn cả nhà mình đi du lịch nha con. Dạ, con nhất định sẽ đậu mà ba. Ngày mai ba phải đi công tác, con ở nhà tự lo cho mình được không? Ba đi đến cuối tuần về hả ba? Ừ con. Vậy ba cứ yên tâm, con lo được mà. Chú nói gì? Ba cháu. Ba. Bà ơi, bà có sao không? Bà đợi cháu chút nhé. Cảm ơn cô bé, bà không sao. Chân bà bị sưng nên đi lại hơi khó khăn thôi. Cháu đi với bà một đoạn nhé. Cháu sẽ xách phụ bà. Bà đi một mình, cháu không yên tâm. Hóa ra nhà bà cũng gần chỗ cháu sống. Chân bà còn đau không ạ? Bà để cháu xem nào. Ôi, sưng rồi bà ơi. Bà ngồi đó đi, cam này để ở đâu để cháu cất giúp bà. Cháu mang ra sau bếp, để vào tủ lạnh giúp bà nhé. Bà cảm ơn. Bà ơi, trên đó là hình gia đình bà ạ. Đúng rồi cháu à. Đó là bà, ông nhà bà và con trai của ông bà. Wow, bà có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng mà ông ấy đã mất cách đây 5 năm vì đột quỵ. Sau khi hay tin con trai bà mất vì tai nạn giao thông, hiện tại bà chỉ sống còn một mình. Bà cháu cũng... mà không, bà này, hay để trưa nay cháu nấu cơm cho bà ăn nha. Cháu cũng sống có một mình. Thế thì hay quá. Trưa nay hai bà cháu mình cùng ăn cơm nha. Bà ơi, sau giờ học, cháu có thể đến thăm bà mỗi ngày cho đến khi chân bà khỏi không? Cháu xem có thể giúp gì được cho bà không? Bà chưa bao giờ từ chối lời giúp đỡ của một cô gái nào tốt bụng như thế cả. Một gia đình hạnh phúc, còn có người kém may mắn hơn mình. Bà ơi, con nhớ bà. Cháu chào bà. Nay bà bớt chưa? Hôm qua bà còn chống gậy mà. Bà xin lỗi cháu. Lần đầu tiên cháu gặp bà ở chợ. Hôm đó bà bị trật khớp. Bà vấp phải hòn đá to trên đường. Cháu biết đấy, bà lúc nào cũng vụng về. Nhưng từ lúc nào thì bà đi lại được bình thường ạ? Bà nhớ không lầm là ngay ngày hôm sau. Ngày hôm sau? Vậy sao bà còn gạt cháu? Để ngày nào cháu cũng đến chăm sóc bà. Cháu biết không, lẽ ra bà định cho cháu biết sự thật đấy. Nhưng bà vô tình phát hiện cháu không. Bà thấy cháu hình như có tâm sự nên vợ chưa khỏi để được bên cạnh chia sẻ với cháu nhiều hơn. Cháu chưa bao giờ nói với bà về gia đình của cháu, về việc cha cháu mất. Cháu thật sự không thể đối diện với nỗi đau ấy. Không sao cháu à, mỗi người trong chúng ta đều có nỗi đau riêng. Chỉ cần giúp đỡ nhau rồi nỗi đau sẽ vơi dần và cuộc sống sẽ tốt hơn. Cháu vẫn có thể đến đây với bà. Bà vẫn sẽ là người bạn của cháu. Từ khi được giúp đỡ bà, cháu thấy mình vui hơn mỗi ngày. Nhưng cháu
không ngờ. Cháu tưởng rằng cháu là người giúp bà, nhưng thật ra chính bà mới là người đang giúp đỡ cháu. Cháu cảm ơn bà. Cháu biết không, khi bà chia sẻ với cháu về hoàn cảnh của mình, cũng là lúc bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có người đồng cảm quan tâm. Vì thế có chuyện gì hãy chia sẻ với bà nhé, cô bé. Tình yêu đích thực. Anh này, khi nào thì mình có thể cưới được nhỉ? Khi nào mình ra trường, tìm được công việc ổn định, lúc đó nhất định anh sẽ về nói chuyện với ba mẹ. Nhỡ đâu đến lúc đó anh bỏ em thì sao? Ôi, đau! Cho chừa cái tội nói linh tinh này, lần sau chừa chưa? Nhìn lũ trẻ nô đùa thật hạnh phúc, ước gì mình cũng có hai đứa con kháu khỉnh như vậy anh nhỉ? Nhất định rồi, nhất định mình sẽ có hai đứa bé kháu khỉnh như vậy. Anh, sao anh lại nỡ làm vậy với em? Anh có người khác rồi, anh hết yêu em rồi. Em không tin, anh đừng đi, đừng bỏ em. Em xin anh đấy, em đừng làm vậy. Người yêu của anh đang đợi bên ngoài, em buông anh ra. Người... Đúng, người yêu mới của anh. Anh hết yêu em rồi, em đừng níu kéo anh làm gì nữa. Đây là người yêu mới của anh. Giờ thì anh đi được chưa? Sao anh có thể làm vậy với em? Tại sao? Thế là đã được 2 tháng kể từ ngày anh rời xa mình. Chắc giờ anh ấy đang hạnh phúc lắm. Cô chị vẫn khỏe chứ ạ? À? Cô, sao cô lại... Người kia là ai? Thế còn anh Tuấn đâu? Chị ngồi xuống đây, em sẽ kể hết cho chị nghe. Kể chuyện gì vậy? Anh Tuấn đâu rồi? Chị có biết lý do vì sao anh Tuấn lại đòi chia tay với chị không? Sao cô lại hỏi vậy? Vì cô xen vào tình cảm của chúng tôi, nên anh Tuấn mới trở nên như vậy. Không phải đâu chị ạ. À. Anh Tuấn cũng rất đau lòng khi nói lời chia tay với chị. Nhưng anh đã nghĩ cho chị, cho tương lai của chị, nên anh mới làm vậy. Sao lại là nghĩ cho tôi chứ? Tôi không hiểu. Thật lòng, em cũng không đành lòng khi nhìn anh chị như vậy. Chị biết không, em chỉ là em họ của anh Tuấn thôi, chứ không phải người yêu như chị nghĩ. Em họ ư? Đúng chị ạ. À. Anh Tuấn bị mắc bệnh hiểm nghèo. Anh bị ung thư máu. Và hiện giờ anh ấy đang nằm trong viện. Anh không muốn chị đau khổ khi sống với anh. Hơn nữa, anh muốn chị hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Nên anh đã nghĩ ra chuyện anh phản bội chị, để chị có thể dễ dàng quên anh. Em không đành lòng để anh chị rơi vào tình trạng đau buồn như hiện nay, nên em mới kể với chị. Em biết chị còn rất yêu anh, nên chị hãy đi tìm anh và khuyên nhủ anh được không chị? Đây là địa chỉ bệnh viện mà anh Tuấn đang điều trị. Chị hãy đến thăm và động viên anh nhé. Thôi, em xin phép về đây. Anh ơi, sao lại làm như vậy? Em chỉ cần có anh thôi. Hạnh phúc trọn vẹn với em là có anh thôi mà. Chuột đồng trả ơn. Nắng sớm thật là rực rỡ, trong lành làm sao. Từ khi chúng ta chuyển đến nơi này, không khí mát mẻ,
thức ăn dồi dào, thật tuyệt biết bao. Ờ, cuộc sống cứ yên bình thế này, tớ chẳng còn ước gì thêm. Hả? Có chuyện gì vậy? Ôi, ôi! Nhanh lên các bạn ơi, hồ nước kia rồi. Trời ơi, là voi. Sao họ lại đi qua đây chứ? Họ sẽ làm hỏng hết nhà cửa của chúng ta mất. Không xong rồi, họ đã biết ở đây có hồ nước, họ sẽ thường xuyên quay lại đây, nhà cửa chúng ta sẽ bị giẫm sập hết. Còn ở đây chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải làm gì đó chứ. Khó khăn lắm, chúng ta mới tìm được một nơi tốt như thế để sinh sống mà. Tớ không muốn phải đi khỏi nơi này đâu. Tớ cũng thế, phải mau nghĩ cách thôi. Được rồi, vậy thì chỉ còn có cách này. Lát nữa, khi họ quay lại, chúng ta sẽ ra mặt để thương lượng với họ, yêu cầu họ đừng đi qua con đường này nữa. Các cậu có nhất trí không? Đành phải vậy thôi. Tuyệt thật, vậy là chúng ta đã tìm được một hồ nước, vừa trong xanh lại vừa dồi dào. Từ nay chúng ta sẽ chẳng còn lo gì về nguồn nước nữa. Chào các anh voi. Tiếng ai vậy? Ở đâu thế nhỉ? Là chúng tôi đây nè. Chúng tôi là chuột đồng. Cứ tưởng ai, hóa ra là chuột đồng. Các cậu chán sống hay sao mà cản đường của chúng tôi thế? Không sợ chúng tôi giẫm phải à? Tại to, không được nói vậy. Chào các bạn chuột đồng. Các bạn có việc gì sao? Bọn tôi muốn gặp các bạn để thương lượng một chuyện. Thương lượng ư? Các cậu nhỏ bé yếu đuối thế, lấy tư cách gì mà thương lượng với bọn tôi chứ? Thật là nực cười. Tai to. Được rồi, có chuyện gì vậy? Các bạn cứ nói đi. Chúng tôi đã sinh sống tại vùng đất này đã lâu. Chúng tôi xây nhà cửa bên dưới lòng đất. Tuy nhiên, hôm nay các anh đi qua đây đã khiến nhà chúng tôi bị sập đó. Nếu còn tiếp tục thì chắc chắn chúng tôi sẽ không còn nhà để ở. Vì vậy, chúng tôi hy vọng là các anh từ lần sau có thể đi đường khác được không? Cái gì cơ? Không đi con đường này thì bọn tôi đi con đường nào được chứ? Sao bọn cậu không dọn đi nơi khác mà sống? Các anh có thể đi đường vòng qua bìa rừng cũng có thể đi ra được hồ mà. To lớn như chúng tôi, sao phải nhường nhịn loài chuột nhỏ bé như các cậu chứ? Tai to, đừng có nói như vậy nữa. Chúng ta đã suýt phá hết nhà cửa của các bạn chuột. Chúng ta có lỗi mà. Bọn tớ rất xin lỗi. Bọn tớ không có ý làm hỏng nhà các cậu. Nhưng các cậu yên tâm, từ nay chúng tôi sẽ đi đường vòng, không làm ảnh hưởng đến lãnh thổ của các bạn nữa. Cảm ơn các anh đã hiểu cho chúng tôi. Này, các cậu có ngửi thấy mùi chuối không? Ừ, có mùi thơm chuối thật đó. Ôi, đằng kia kìa. Ôi, chuối mới ngọt lành làm sao. À, ôi, à. Chúng sập bẫy hết rồi. Tôi đã bảo ở đây có bầy voi mà. Phen này chúng ta hồi to rồi. Giờ cũng sắp tối rồi. Chúng ta dựng lán ở đây nghỉ tạm một đêm đi. Sáng mai sẽ gọi người vào đây kéo ba con voi này về. Ờ, cứ vậy đi. Ôi, tôi không muốn chết. Không muốn chết. Các anh voi, đừng quá lo lắng. Chúng tôi đến giải cứu cho các anh đây. Các bạn chuột, các bạn đến giải cứu chúng tôi sao? Nhưng mà, bằng cách nào chứ? Chúng tôi sẽ cố cắn đứt dây thừng. Các bạn hãy tuyệt đối im lặng, kẻo những người thợ săn phát hiện nha. Mau đi thôi, nhớ phải thật nhẹ nhàng đấy nhé. Vậy là các bạn đã an toàn rồi. Các bạn chuột, cảm ơn các bạn đã cứu tớ. Thật may mà có các bạn, nếu không thì... Không có gì đâu, đó là việc bọn tớ nên làm mà. Cảm ơn những người bạn nhỏ bé. Tớ thật xấu tính khi trước đây đã xem thường và có những lời lẽ không phải với các bạn. Các bạn bỏ qua cho tớ nha. Bọn tớ không để bụng đâu mà. Cho bọn tớ được kết bạn với các cậu nhé. Các bạn chuột đồng.
bọn tớ rất sẵn lòng. Chuyện của Sóc Nâu. Thỏ à, những củ cà rốt của cậu chắc là ngọt lắm. À, Sóc Nâu đó hả? Đang vào đúng mùa vụ nên tớ nghĩ chúng sẽ ngon lắm đấy. Cậu có muốn ăn không? Cầm lấy một ít về nhà ăn đi. Thôi, không được đâu. Cậu trồng được những củ cà rốt này đã vất vả lắm rồi. Tớ không thể lấy của cậu được. Hay là chúng ta đổi đi nha. Mình cũng có ít hạt dẻ rất ngon ở nhà nè. À, thế cũng được. Lâu lắm rồi, mình cũng không được ăn quả hạt dẻ nào. Vậy cậu đợi một lát rồi mình về lấy nha. Nhưng mà những quả hạt dẻ to thế này đem đi đổi thì tiếc quá. Hạt dẻ của mình lại khó kiếm và ăn còn ngon hơn cà rốt mà. À, phải rồi, mình chỉ đem đổi những hạt nhỏ thôi, như vậy lại có thêm được nhiều củ cà rốt nữa. Thỏ chẳng thể nào biết được. Hạt dẻ của cậu đi kiếm ở rừng hả? Chắc sẽ béo lắm đây. Cậu thật tốt với tớ. À, ừ, tớ sẽ mang những củ cà rốt này về chia cho em tớ ăn nữa. Tớ về nha. Vài ngày sau. Cái gì vậy em? Em đổi quà đó. Anh xem có nhiều thứ ngon lành không này. Em đổi quà sao? Dạ, nhưng cái lần trước anh đổi với anh Thỏ đó, có phải chúng ta vừa có hạt dẻ lại vừa có cà rốt béo ngọt mà ăn không? Vậy là em mang những quả hạt dẻ anh cất sâu trong tủ ra đổi hả? Dạ. Bạn nào cũng khen hạt dẻ nhà mình ngon đấy anh à. Anh xem nè, em đổi được bao nhiêu là thứ. Trời ơi, ngốc ơi là ngốc. Sao không hỏi? Biết đâu em bị chúng nó lừa rồi sao? Xem nào. Là măng của ai đây? Ờ, của bạn Nhiếm à. Cái con Nhiếm xảo trá đó, đâu lại mang những củ măng vừa già vừa nhỏ đổi cho chúng ta nhằm được lợi. Nó còn nhiều măng ngon hơn cất ở trong nhà đó. Em thấy đâu phải đâu. Măng vừa to vừa non thế cơ mà. Em thì biết cái gì? Sao không hỏi trước mà đã tự đi đổi rồi? Thế nào cũng có đứa nó lừa cho xem. Này, chắc là quả thông già đây mà. Này, chắc là nấm còi đây mà. Chả có thứ gì ngon lành cả. Em mau đi đổi lại hạt dẻ về đây ngay cho anh. Không thể bị lừa thế này được. Em nghĩ không bạn nào làm thế đâu. Không nói nhiều, bảo sao thì làm thế ấy. Em cứ dại dột thế này suốt ngày sẽ bị thiệt thòi mất thôi. Lần trước anh chỉ mang những quả nhỏ đi đổi thôi, chúng ta vẫn có cà rốt ngon lành mà ăn. Như vậy mới được lợi chứ, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Mình phải đi theo nó xem đổi chát thế nào. Hiền quá rồi, cứ bị thiệt suốt. Đúng là tiếng sóc em rồi. Mình đã bảo đi đem trả lại còn đi la cà đây. Mùa này măng mọc nhiều, sao em lại đào toàn măng nhỏ thế này? Mình nói chẳng sai mà. Con Nhím này lại mang măng nhỏ ra nấu cho mọi người ăn ấy mà. Còn thức ăn ngon nó lại chả giấu đi. Em mang hết măng to đi đổi cho bạn Sóc Nâu với bạn Khỉ rồi. Chỉ còn có thế thôi. Để mấy bữa nữa em đào được, em lại mang măng đổi cho anh nha. Còn có bao nhiêu đó mọi người dùng tạm nha. Trò đổi quà này hay nha. Mình cứ làm như vậy đi. Ai cũng có nhiều đồ ăn ngon để ăn, lại còn rất vui nữa. Phải đó. Đúng rồi, mà lại đổi quà tiếp nha. Tất cả là nhờ Sóc Nâu anh đó. Cậu ấy đã nghĩ ra cách đổi quà. Lần trước cậu ấy đổi cho anh bao nhiêu là hạt dẻ ngon. Chúng ta càng thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau nữa. Xấu hổ quá. Mình đã nghi ngờ cho mọi người rồi. Hóa ra tốt bụng với người khác cũng chính là đem lại niềm vui và lợi ích cho mình.
Nhành Lan Quý. Ba còn mệt, sao không nghỉ cho khỏe hẳn đã? Nhỡ bệnh tình tái phát lại thì làm sao? Ừ, một ngày không ra đây là ba cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ba, ba ơi! Ba anh bị tai biến nhẹ, hiện tại ông phải nghỉ ngơi. Gia đình nên chú ý tránh nắng gió. Nếu có hiện tượng gì bất thường thì gọi ngay cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba dậy ăn ít cháo cho đỡ mệt. Đã gần một tuần nay ba chưa ra thăm vườn lan, không biết chúng thế nào rồi. Còn đưa ba ra ngoài vườn có được không? Ba còn rất yếu, bác sĩ đã dặn kỹ là ba cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn vườn lan cứ giao cho con chăm sóc. Ừ, lan ưa ẩm và bóng râm, nhưng mà cũng cần có đủ ánh sáng đó con à. Dạ, ba nghỉ đi, con biết mình phải làm thế nào mà. Sao lại có một cái cây còi cọc héo úa thế này nhỉ? Cây thế này làm sao sống được chứ? Ba ơi, ba xem này. Có chuyện gì mà con có vẻ sốt sắng vậy? Thành phố tổ chức cuộc thi Hoa Phong Lan thành phố đấy ạ. À, ba con mình cùng tham gia nhé. Con tin ở thành phố này không có vườn phong lan nào đẹp như vườn phong lan nhà mình. Ừ, ba trông cậy vào con đó. Chứ ba như thế này chỉ ngồi cổ vũ con thôi. Ba cứ yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Quái lạ, cây lan vũ nữ ba treo ở góc kia đâu rồi nhỉ? Lan vũ nữ ư? À, có phải cái cây lan còi cọc eo uột héo úa ở góc kia không ba? Ừ, đúng rồi. Có ông bạn miền núi tặng ba đấy, quý lắm. Ba quên không dặn con chăm sóc nó cẩn thận. Ôi trời ơi, cây lan đấy eo uột thế, sống làm sao được mà chăm lo cho phí công hả ba? Con vứt nó đi lâu rồi. Con, trời đất. Bà thấy đấy, giỏ hoa nhà mình nổi bật nhất giữa hội thi, chắc chắn sẽ đoạt giải. Con trai của bà cũng có tài chăm sóc cây cảnh lắm đấy chứ. Chào anh có phải là người sở hữu vườn lan lớn nhất thành phố không? Chúng tôi đã nghe kể rất nhiều về anh. Vâng, là tôi đây. Đây là ba của tôi. Dạ, chào ông. Quả đúng như là lời đồn, cây lan nhà anh thật là độc đáo. Đúng vậy, chắc hẳn anh đã phải mất rất nhiều công sức để chăm sóc nó. Đúng, dĩ nhiên là thế rồi. Ông ấy là ai vậy nhỉ? Chậu lan mới tuyệt làm sao? Đúng vậy, một loài lan quý hiếm. Kia có phải là ông Minh cùng phố với nhà mình không ba? Sao ông ấy lại có được cây lan độc lạ như thế cơ chứ? Ông ấy đâu phải có điều kiện lắm đâu. Chào mọi người. Chào ông. Giỏ lan của ông đẹp quá, một vẻ đẹp kiêu sa, tinh tế. Ông có thể tiết lộ cho chúng tôi biết đây là loại lan gì không ạ? Cây lan đẹp quá. Trước tôi cũng có một cây lan vũ nữ. Đáng tiếc là nó đã bị sâu bệnh nên bị vứt đi có đúng không? Sao bác biết ạ? Đây là cây lan còi cọc sâu bệnh mà bác đã nhặt được ở cổng nhà cháu khi cháu vứt bỏ nó đó. Không thể nào, không thể như thế được. Cây lan đó, chẳng phải sâu bệnh nặng rồi ư? Sao giờ
Con trai, con có biết nhiều giỏ lan xinh đẹp trong vườn nhà ta? Có nhiều cây cũng đã từng là những gốc lan khô héo hay sao? Con tiếp quản vườn lan của ba thì cây nào cũng tươi tốt, ra hoa rực rỡ. Con không biết là... Con à, vẻ đẹp luôn được tạo ra từ đôi bàn tay cùng sự nhẫn nại tận tâm của con người. Đừng bao giờ từ bỏ điều gì khi vẫn còn hy vọng. Con hiểu rồi ạ. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.